Thấy ngứa chỗ này, cẩn thận, kẻo ung thư gan thận đang kêu cứu, chớ coi thường. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư gan hay còn gọi là ung thư gan nguyên phát là sự phát triển và lan rộng nhanh chóng của các tế bào không lành mạnh trong gan. Khi các tế bào gan ung thư hóa, gan không thể thực hiện được chức năng thích hợp, dẫn tới các tác động có hại và nghiêm trọng đến cơ thể. Theo các bác sĩ, các triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn sớm thường rất khó nhận biết. Hầu hết những triệu chứng sớm của bệnh ung thư đều bị bỏ qua vì tưởng chừng chỉ là một phản ứng bình thường của cơ thể. Lý do khiến ung thư gan cũng khó phát hiện là vì ở những giai đoạn đầu, bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Khi các tế bào ung thư lan rộng đến một mức độ nhất định, có đặc điểm bất thường mới lộ ra. Vào thời điểm này, việc điều trị về cơ bản không thể dứt điểm, cho dù đó là hóa trị hay phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Ung thư gan là căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu hiện nay, do hầu hết các bệnh nhân phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn quá muộn. Do đó, thời điểm phát hiện bệnh ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị. Theo các chuyên gia, triệu chứng của ung thư gan giai đoạn đầu bạn nên nắm rõ, đó là nếu bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt và khó chịu mà không tìm ra nguyên nhân thì đây chính là triệu chứng ngầm cảnh báo bạn đã ung thư. Đặc biệt là nếu bị ngứa ở những bộ phận dưới đây, bạn nên chú ý theo dõi và đi khám, càng sớm thì càng tốt. Cô gái 32 tuổi sốc khi phát hiện ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa, khô mắt. Khi biết mình bị mắc ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt, cô Lưu, 32 tuổi ở Trung Quốc, đã suy sụp hoàn toàn vì không nghĩ mình mắc trọng bệnh khi ở tuổi còn quá trẻ. Theo chia sẻ của bệnh nhân, gần đây cô thường xuyên bị mẩn ngứa, nghĩ mình chỉ bị dị ứng do thời tiết nên không đi khám mà chỉ mua thuốc về tự bôi. Nhưng những mảng ngứa này ngày một nặng hơn. Trong một lần đi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nhận thấy vùng gan của bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ số transaminase trong cơ thể bệnh nhân tăng cao bất thường so với những người khác và xét nghiệm AFP còn đạt tới 700. Qua nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô Lưu đã mắc ung thư gan ở giai đoạn cuối. Theo các chuyên gia, các triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn sớm thường rất khó nhận biết. Trong đó, ngứa da là biểu hiện thường bị nhiều người bỏ qua. Ngứa da không quá nguy hiểm, nhưng nếu bị nổi ngứa ở một chỗ rồi lan ra khắp cơ thể, kéo dài liên tục trong thời gian dài thì phải nghĩ ngay đến các vấn đề về gan. Thấy ngứa 8 chỗ này, cẩn thận kẻo ung thư, gan thận đang kêu cứu chớ coi thường. 4. Ngứa mắt. Nếu thường xuyên gặp hiện tượng mắt mỏi, khô, kèm theo ngứa mắt không rõ lý do, rất có thể đây là một trong những triệu chứng của các bệnh về gan, bao gồm cả ung thư gan. Khi gan có vấn đề sẽ khiến quá trình đào thải độc tố bị ngừng trệ. Những chất độc ứ đọng trong cơ thể sẽ gây nên hiện tượng ngứa, nhức mỏi mắt. Ngoài ra, người bệnh có thể bị đau mắt, da nhiều rỉ mắt, dùng thuốc nhỏ mắt cũng không làm hết các triệu chứng này. 2. Ngứa mũi. Tình trạng ngứa mũi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cảm lạnh do virus, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, polyp mũi, khô mũi, v.v. Tuy nhiên, ngứa mũi cũng có thể do sự tăng trưởng những khối u trong mũi, có thể là ung thư ác tính hoặc không ung thư là lành tính. Các triệu chứng có thể gặp phải của ung thư mũi bao gồm ngứa mũi, không ngửi được mùi, nghẹt mũi, lở loét bên trong mũi và thường xuyên bị nhiễm trùng xoang. 3. Ngứa cổ. Nếu thường xuyên thấy ngứa ngáy ở cổ thì bạn nên chú ý ở vị trí cổ có hệ thống giải độc và hệ bạch huyết. Khi bị ngứa, có thể do tổn thương hệ bạch huyết. Bị ung thư hạch cũng có thể xuất hiện tình trạng ngứa trên cổ. Nếu bị ngứa cổ thường xuyên mà không tìm ra nguyên nhân, bạn nên kiểm tra kịp thời để xem liệu hệ thống bạch huyết có bị ảnh hưởng hay không. Nếu phát hiện bị ung thư hạch, bạn cần tiến hành điều trị kịp thời. 4. Ngứa lòng bàn chân, bàn tay. Hầu hết nguyên nhân ngứa lòng bàn chân, lòng bàn tay là do nước ăn hoặc mắc các bệnh về da. Tuy nhiên, lòng bàn tay, bàn chân bỗng dưng ngứa rầm ràn nhiều nơi, ngứa không xác định rõ vị trí, đi kèm với một vài dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, ăn kém, sụt cân, màu phân lạ thì đây có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy. Bởi chỉ một khối u nhỏ ở tụy cũng có thể gây tắc nghẽn ống mật. Khi ống mật bị tắc, mật sẽ bắt đầu tích tụ trong cơ thể. Nếu có quá nhiều mật trong máu, nó bắt đầu tạo ra các hợp chất không thể phá vỡ được. Những hợp chất này tích tụ ở bàn tay và bàn chân khiến bạn cảm thấy lòng bàn tay, bàn chân bị ngứa ngáy. Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tiểu đường hoặc các bệnh về gan. 5. Ngứa toàn thân. Mới đây, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 60 tuổi bị ung thư đường mật với các triệu chứng như vàng da, vàng mắt nhưng không gây khó chịu. 10 ngày trước khi nhập viện, người này còn xuất hiện triệu chứng ngứa toàn thân, nước tiểu vàng sậm và đau bụng. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị giãn đường mật, u đường mật vùng ống gan và được chỉ định phẫu thuật. Nếu không điều trị ung thư đường mật, bệnh nhân có thể suy gan, di căn và tử vong chỉ trong vòng 3 đến 6 tháng. Do đó, nếu bị ngứa toàn thân mà không phải do dị ứng, mắc các bệnh về da, tiểu đường hay HIV, thì bạn nên nhanh chóng đến khám bác sĩ và đăng ký sàng lọc ung thư. Bên cạnh đó, ngứa toàn thân còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Những rối loạn về nội tiết tố insulin và tăng nồng độ đường huyết trong máu bệnh nhân, đái tháo đường dẫn tới những bất thường về chuyển hóa, mạch máu, thần kinh và miễn dịch. Các cơ quan có thể bị tổn thương do đái tháo đường và tim mạch, thận, hệ thống thần kinh, mắt và da. Những biểu hiện ở da như ngứa toàn thân có thể giúp phát hiện bệnh tiểu đường, trong khi bệnh tiểu đường cũng làm nặng hơn các bệnh lý ngoài da. 6. Ngứa ngực. Đối với chị em phụ nữ, vùng ngực luôn là khu vực cần đặc biệt lưu ý. Nó phản ánh nhiều vấn đề về sức khỏe. Nếu thấy có tình trạng ngứa sát, sưng đỏ hay đóng vảy ở ngực thì bạn không nên xem thường và cần đi khám ngay, bởi đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm da, thậm chí là ung thư vú. 7. Ngứa vùng kín. Ngứa vùng kín có thể là biểu hiện giai đoạn đầu của các bệnh lý phụ khoa như viêm lộ tuyến, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm tắc vòi trứng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng, khó chữa trị, gây những biến chứng khôn lường như ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo và làm tăng nguy cơ vô sinh. Với phụ nữ mang thai, việc mắc các bệnh viêm phụ khoa đặc biệt nguy hiểm vì nó làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, dễ sinh non, sảy thai, sức đề kháng của trẻ sơ sinh sẽ yếu, nhất là khi sinh thường. Các vi khuẩn nấm ở vùng kín của người mẹ có thể lây sang thai nhi, vốn có hệ miễn dịch còn yếu, sẽ gây suy hô hấp, viêm da, viêm mạc miệng. 8. Ngứa ở nốt ruồi. Nốt ruồi lớn dần, đổi màu, gây ngứa ngáy, khó chịu hoặc chảy máu là dấu hiệu đáng báo động của ung thư da. Bản chất của nốt ruồi là tổn thương tế bào sắc tố da. Những tế bào này có nguy cơ nhất định về ung thư hóa. Trong đó, nốt ruồi bẩm sinh kích thước lớn có nguy cơ tiến triển ung thư cao nhất, tỷ lệ 13%. Nốt ruồi ở một số vị trí như lòng bàn tay, bàn chân, vùng bán niêm mạc, trên đầu cũng được xem là nguy hiểm vì có thể tiến triển thành ung thư. Dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư liên quan đến sự thay đổi của nốt ruồi bao gồm: thay đổi về kích thước, nốt ruồi bẩm sinh nhưng lớn nhanh hơn sự phát triển của cơ thể; thay đổi về màu sắc, chuyển từ đậm sang nhạt, đang nhạt chuyển đậm hoặc loang lổ xuất hiện thêm màu khác; thay đổi về bề mặt, nốt ruồi đang bằng phẳng thì nhô hẳn lên; thay đổi về ranh giới, nếu đường viền ngoài của nốt ruồi bị mờ, không rõ nét, ranh giới giữa da và nốt ruồi không giống với các nốt ruồi khác thì đó cũng có thể là cảnh báo ung thư. Các thương tổn của khối u ác tính thường là nguyên nhân làm mờ các đường biên của nốt ruồi lạ trên da. Ngoài những dấu hiệu ngứa ngáy trên da của ung thư gan, thì khi mắc phải căn bệnh này còn có một số dấu hiệu sau đây. 1. Da bị vàng hơn so với da bình thường. Phần lớn, các bệnh nhân bị ung thư gan đều có dấu hiệu này. Nguyên nhân gây ra triệu chứng này là vì một trong hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, chỉ số sắc tố mật. Bilirubin bên trong cơ thể bị tăng bất thường do tế bào ung thư bước sang giai đoạn phát triển đã phá hủy và khiến tế bào gan bị phá hủy. Thứ hai, ống dẫn mật bị tắc cũng như các khối u không ngừng phát triển dẫn đến dịch mật bị dần tích tụ lại. Trong thời gian dài xuất hiện hiện tượng vàng da. 2. Da mọc nhiều mụn. Mọc mụn là một hiện tượng bình thường của cơ thể trong giai đoạn dậy thì. Đối với người trưởng thành là do rối loạn nội tiết nên khó phân biệt được với các bệnh lý. Khi tế bào ung thư gan hình thành, việc thanh lọc độc tố trở nên suy giảm. Các chất độc bị tích tụ lại càng nhiều thì mụn trứng cá cũng xuất hiện trên mặt, thậm chí còn dẫn đến mất cân bằng nội tiết và hormone. 3. Mệt mỏi. Các chuyên gia cho rằng khi chức năng của gan suy giảm, glycogen không thể chuyển hóa thành gluco như thông thường nên dẫn đến việc thiếu hụt năng lượng trầm trọng cho cơ thể. Cũng vì nguyên do này, nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan trong giai đoạn đầu thường cảm thấy uể oải, mệt mỏi và đuối sức. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn cũng cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa để khám bệnh. 4. Buồn nôn và nôn. Gan là tuyến ngoại tiết lớn nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm sản xuất rất nhiều enzyme tiêu hóa khác nhau. Vì vậy, khi gan bị tổn thương, quá trình tiêu hóa bị rối loạn. Nôn và buồn nôn là những triệu chứng điển hình của chứng rối loạn tiêu hóa này. Có thể thấy được rằng các biểu hiện nói trên không đặc trưng và dễ bị nhầm lẫn sang các bệnh khác. Tuy nhiên, nếu có đồng thời cả 5 triệu chứng trên thì khả năng gan đang bị tổn thương là rất cao. Khi đó, bệnh nhân nên đến các trung tâm y tế để tiến hành xét nghiệm chức năng gan, xét nghiệm sàng lọc để chẩn đoán liệu mình có đang bị ung thư gan giai đoạn đầu hay không. Nếu phát hiện ra mình đang bị ung thư gan giai đoạn đầu thì cần tiến hành điều trị từ sớm theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Khi đó tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn sẽ rất cao. 5. Sút cân bất thường. Đây cũng là một trong những dấu hiệu ung thư gan điển hình mà người bệnh có thể chủ quan. Tham gia vào quá trình chuyển hóa và trao đổi chất là vai trò chính của gan. Vì vậy, khi gan bị tổn thương, chức năng sẽ giảm, người bệnh theo đó có thể bị sút cân. Ngoại trừ trường hợp người bệnh đang thực hiện chế độ ăn uống, tập luyện và giảm trọng lượng cơ thể. Nếu không phát hiện được nguyên nhân khác, bạn cần đi khám kịp thời. 6. Đau và sưng bụng. Gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, các tế bào ung thư có thể gây kích ứng và viêm gan khiến gan bị sưng, nở to. Do đó, bạn có thể cảm thấy đau bụng nhẹ, kèm theo thấy sưng bụng ở vùng gan. Tình trạng đau và sưng bụng sẽ nghiêm trọng hơn khi khối u ngày càng phát triển. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng của căn bệnh này. Do đó, bạn nên theo dõi, đi khám để có những chẩn đoán chính xác từ bác sĩ. Quý vị thân mến, ung thư gan là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu cướp đi sinh mạng của nhiều bệnh nhân nhất trong các loại bệnh ung thư. Hiện nay, phòng bệnh hơn chữa bệnh, mỗi người nên xây dựng cho mình những biện pháp phòng tránh ung thư gan ngay từ ban đầu. Các biện pháp phòng tránh ung thư gan. 1. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Từ độ tuổi 35 trở lên, bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm những bất ổn về vấn đề sức khỏe, bao gồm cả những dấu hiệu của giai đoạn đầu của các bệnh về gan, đặc biệt là đối với những người trong gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư gan. Phát hiện sớm bệnh ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh cho bệnh nhân. 2. Không uống nhiều rượu. Rượu là một trong những tác nhân gây tổn thương gan hàng đầu. Mức độ tổn thương của gan do rượu có mối quan hệ mật thiết với thời gian uống, tử lượng và cách uống rượu. Chất cồn có trong rượu rất có hại đối với cơ thể, dẫn đến những tổn thương tế bào, gây tích tụ mỡ trong tế bào gan, viêm tế bào gan và nhất là nguy cơ cao dẫn đến tê cứng gan. Một bộ phận của gan bị cứng sẽ chuyển biến thành khối u ở gan. 3. Hạn chế ăn những đồ ăn nhiều dầu mỡ hay đồ nướng. Protein khi gặp nhiệt độ cao trong quá trình chiên nướng sẽ gây biến chất, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư về gan. Bởi các chất độc hại khi được sinh ra, khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao, khi đưa vào cơ thể sẽ khiến gan phải tăng cường hoạt động để đào thải các độc tố ra ngoài. 4. Tích cực luyện tập, vận động thể chất. Sự hình thành của bệnh ung thư gan có quan hệ mật thiết với khả năng miễn dịch của cơ thể. Do đó, việc thường xuyên vận động, luyện tập sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể để có thể chống lại các tác nhân gây hại. Chế độ sinh hoạt hàng ngày phải có kỷ luật, điều độ, khoa học, luyện tập thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe. Đồng thời duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ. Chỉ có như vậy mới nâng cao được thể chất, nâng cao khả năng miễn dịch, giúp phòng ngừa sự hình thành của các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, đặc biệt là các bệnh ung thư gan nguy hiểm hiện nay. 5. Tránh xa những chất có nguy cơ gây ung thư. Bạn hãy tránh xa những chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ung thư như thực phẩm bị ẩm mốc, gây nhiễm độc, aflatoxin, độc tố gây ung thư gan nguyên phát. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư gan là căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe của con người. Nếu bạn thấy cơ thể của mình cũng như người thân thấy ngứa ở 8 chỗ này thì cẩn thận kẻo ung thư gan thận đang kêu cứu, chớ coi thường. Vì đây là một căn bệnh nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nên thời điểm phát hiện càng sớm thì càng tốt, có lợi cho việc điều trị và góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo vệ mạng sống. Cuối cùng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị và các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video này để được các chuyên gia giải đáp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của chương trình.